Có nhiều người người ta nói là Bồ Tát là chỉ có là tánh nghe thôi, ở trong tâm mình là sẵn có Bồ Tát, làm gì có Bồ Tát bên ngoài. Họ nói sai, họ không có học giáo lý thông suốt cho nên họ không biết cái sự là gì hết. Sự đó là có vị Bồ Tát Quan Âm, có vị Phật Di Đà, có Phật Thích Ca chứ, có Phật Dược Sư chứ, có Phật Nhiên Đăng chứ, sao không có? Con người chết rồi mà còn cái linh hồn ông A bà B, bà Sòi, ông Ổi, ông Mít cũng còn, chứ đừng có nói Phật, đúng không? Còn cho nên là có nhiều người về báo á, có những người họ về họ báo họ chưa siêu thoát, có những người về báo là họ được nhờ cúng giai tăng hoặc làm phước họ siêu thoát, có mà. Bây giờ thì mình chưa có thấy á, nhưng mà có một số người họ báo rõ ràng lắm. Người phàm phu mình chết mà còn linh thức, còn nghiệp thức, đừng nói Phật mà thành Phật, mà không có nguyện lực, không có Phật, đúng không? Có đó, nhưng mà điều mình chưa có thấy thôi. Nhưng mà mình tin, tin qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Vậy hôm nay là mình xác định có vị Phật Thích Ca, thì có Bồ Tát Quan Âm, vì Phật Thích Ca giới thiệu Bồ Tát Quan Âm, Dược Phật Dược Sư, Phật A Di Đà. Cho nên tâm mình vừa khởi niệm là tương thông với Phật Bồ Tát Quỷ Thần. Cái câu ở chỗ này hay. Mình làm bậy cái là Phật Bồ Tát Quỷ Thần biết ngay. Mình làm đúng, mình tích phước, Phật Bồ Tát Quỷ Thần biết ngay. Cho nên thành ra nó tương thông là vậy. Cái tâm của mình có tương thông trong đó đó. Rồi, về sự đúng không? Muốn cái sự tu như sáng giờ mình đang lẽ đó là gọi là sự tu á. Nhưng mà sự tu phải biết phương pháp á. Chứ là sáng giờ mình ngồi thôi, thay nhân ngày lễ vía thay niệm trước câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị niệm câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị niệm được nửa tiếng chưa tới đâu, 15 phút là ngủ ráo hết rồi, đúng không? Cái cách này thực sự là niệm danh hiệu, nhưng mà không có biết quyền biến ở trong đó lẽ thì quý vị không thể niệm được. Để đi, nếu mà sáng hôm nay mà niệm một người một câu, chúng tôi một câu, quý vị một câu, niệm chập là ngủ hết mệt liền. Có nghĩa là cái thân của mình nó không vận hành, mà mình ngồi một chỗ mình ép mình niệm không vô. Nhưng mà thế mà lẽ 2 tiếng 15 phút lại được, đúng không? Đúng không? Phải là cái cách này hay không? Nhưng mà lúc trước thì quý vị lẽ thì quý vị khỏe, mà chúng tôi cầm micro lên chúng tôi sướng lễ, gọi là ở chùa Đại Tùng Lâm 12 lần, coi như là có hầu như lễ lúc nào cũng muốn sụm và mặt mày choáng váng. Vì cái hơi nó ra quá nhiều, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Lúc đó mình đâu có biết gì chuyện tổn khí đâu. Rồi quý Phật tử dưới này Quan Tham Bồ Tát, coi như là niệm hết nổi luôn. Nó vừa mất thời gian mà nó vừa không trang nghiêm nữa chứ. Cái lúc đó mình đâu có biết đâu. Cho nên Tổ Quang nó là niệm danh hiệu Bồ Tát, ra tiếng phải niệm 7 chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Phật phải niệm đủ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ niệm Phật, 7 chữ Quan Âm. Còn niệm trong tâm á, thường tối chúng tôi ngủ là Quán Thế Âm Bồ Tát 5 chữ, không ra hơi. Niệm trong tâm á, thì 5 chữ. Còn niệm trong tâm á, niệm Phật á, thì Ngài nói là 4 chữ. Nếu giữ một cách như vậy chỉ là 4 chữ niệm trong tâm thì mất liền, không giữ được đâu. Phạm phu mình ý chí không thể nào mà giữ được đâu. Phải quyền biến trong đó. Niệm trong tâm 4 chữ, niệm thầm nhiếp môi 6 chữ, niệm ra tiếng nhỏ nhỏ 6 chữ, niệm ra tiếng hơi lớn một chút xíu 6 chữ, niệm trong tâm 5 chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm ra tiếng là 7 chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì có nhiều người nói rằng là ổ 4 chữ cũng như 6 chữ, Ngài kêu có khác. Ngài nói có khác. Có khác chỗ nào? Là bọn phàm phu chúng ta tính tâm chưa đủ, cho nên chưa dám xả ly ta bà để nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái người mà đủ tính tâm rồi á, họ thấy ta bà này như lao ngục, như hầm xí không đáy. Thì Tổ Ấn Quang nói, nếu mà thấy thực sự được như vậy á, thì mất của cải vật chất, mất thân không buồn, thì người này mới đạt cảnh giới là tính nguyện đầy đủ. Thì họ niệm 4 chữ thì được. Cho nên hình ra Ngài Liên Trì mới nói là tôi thì niệm 4 chữ, chỉ cho người khác 6 chữ. Bởi vì 4 chữ là Ngài đủ tín nguyện, còn người khác không đủ tín nguyện phải niệm 6 chữ. Quan trọng đến chỗ này lắm á ngàn. Đừng chấp một phía ngàn. Đừng có chấp mà cứ ra tiếng 6 chữ không là không giữ được đâu. Phải trong tâm 4 chữ nữa. Cái cách của Tổ Ấn Quang tuyệt, tuyệt hay. Bởi vì Ngài nhập thất có như là 30 mấy năm mà cái kinh nghiệm trong đó rồi. Phải quyền biến thôi. Quý vị có giữ một cái gì quý vị giữ được hoài không? Không giữ được đâu. Không giữ được. Một cái ý niệm đó quý vị khởi lên mà quý vị buồn mà buồn hoài hoặc vui vui hoài được không? Nó thay đổi một trong đó mà. Vì vậy cho nên phải quyền biến cái pháp tu. Hay ngay chỗ này. Cho nên quý vị không có thời gian đọc văn sao thì quý vị buộc phải nghe chúng tôi nói, chúng tôi đọc, chúng tôi nói trong đó ra không á. Không có lừa gạt quý vị đâu. Nói chính xác á. Cho nên thành ra lễ Bồ Tát Quan Âm thì phải lễ 7 chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đủ danh hiệu mới gọi là cung kính lễ.
Thì hồi nãy chúng tôi thực sự dành cái hơi để bây giờ nói chuyện, cho nên từ đầu đến đuôi là chúng tôi không ra một chút hơi luôn. Bước đầu quý vị còn Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát hơi nhanh, trước chúng tôi niệm trong máy đúng không? Đợt sau là mình về mình có lễ Quan Âm á, thì chút nữa chúng tôi sẽ tặng mấy cái máy chúng tôi mới làm. Ở trong này ai chưa có cái máy MP3 giơ tay lên á. Chút xíu nữa lên trên nhà khách chúng tôi sẽ tặng quý vị, trong đó có đảnh lễ 500 danh hiệu. Mỗi ngày á mình lễ 50 lễ hoặc 100 lễ trong cái máy đó có. Mà mình trì chú đẩy bay ra tiếng nè, tụng kinh cũng hơi thầm thầm nè, niệm Phật ra tiếng, lắng nghe nè, lắng nghe nè. Cái chút đến một cái đoạn sau đến mình lễ Quan Âm Bồ Tát á. Ví dụ trong đại chúng này thì mình lễ 500 lễ một lần, nhưng ở nhà đôi khi mình lễ không nổi thì 50 hoặc 100. Chúng tôi trước khi đặt chân lên đây á, là chúng tôi phát nguyện là lễ Bồ Tát Quan Âm, cho nên thành ra khi về đây là lễ Bồ Tát Quan Âm, cứ mỗi đêm là 50 để cầu nguyện thành lập cái pháp hội này. Thì giờ lễ làm sao, lắng nghe nè, lắng nghe nè. Trong máy bật lên, mình nhớ là đến cái khoảng thời gian nào đó mình lễ 50 lễ thì cái máy nó sướng lên Nam Mô Cổ Phật Thị Hiện, rồi trong máy Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, lúc đó quý vị nghe thôi. Nếu bước đầu quý vị còn sức thì quý vị niệm ra tiếng, như hồi nãy chúng tôi dùng cái cách này nè. Tức là Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát trong máy á, thì mình khỏe thì mình niệm ra tiếng. Còn không thì khi hết cái Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát quý vị quỳ thấp xuống á, thì trong tâm mình niệm rất rõ, lúc đó nó yên lặng chỉ nghe tiếng kiển à. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm á, thì lúc cái kiển đó là không có một âm thanh gì hết, chỉ có cái kiển, cái tiếng kiển, cái tiếng kẽn dưới đó, dưới là âm thanh trong tâm mình thôi. Thì hồi nãy là chúng tôi niệm trong tâm một câu, thay vì quý vị niệm ra tiếng đúng không, mình còn sức mình niệm ra tiếng đúng không, trong pháp hội là phải niệm ra tiếng, nhưng mà lễ thường xuyên hàng ngày là chúng tôi niệm trong tâm. Thì Tổ Ấn Quang nói niệm trong tâm không tổn khí, cho nên nãy chúng tôi lễ, chúng tôi càng lễ càng khỏe, không có một chút nào mệt. Lý do gì vậy? Hơi nó không có toản ra, nó không có loãng, nó không có ra, cho nên nó không có mệt. Nhưng mà quý vị lâu lâu lễ một lần ra tiếng như vậy thì nó sảng khoái được, mà thường xuyên như vậy là quý vị phải tổn khí. Mà cái biểu hiện mà tổn khí bắt đầu nó khô nước miếng trước đã, rồi bắt đầu nó chóng váng mặt mày đó, rồi cái bắt đầu nó thở không nổi nữa, hiểu chưa? Thì mình về nhà mình lễ Phật thì mình sẽ niệm trong tâm không ra tiếng, thì lễ hoài không mệt. Để ý chỗ này, mỗi ngày thường bình quân là chúng tôi lại 2 tiếng không ra tiếng, không ra hơi luôn, chỉ trong tâm thôi thì không mệt. Nhớ cái chỗ này à. Và như vậy thì nếu ai hôm nay nhân ngày lễ mà mình về mình sau cái thời công phu, hoặc mình làm một cái thời công phu riêng là lạy 50 lạy hoặc 100 lạy theo cái cách mà hồi sáng nay chúng tôi mới áp dụng, đó là một câu xướng lễ trong máy và một câu chúng tôi niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, rồi quý vị im lặng nghe thôi, quỳ thấp xuống, rồi bắt đầu khi quỳ thấp xuống là trong tâm mình Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát nó rõ rõ mồn một, rồi nghe cái kẹn cái beng mình xuống, nghe cái beng kẹn cái beng mình lên, thì quý vị lại không mệt. Hồi nãy chúng tôi 500 lạy mà coi như là nó khỏe, mà lạy 1000 cũng không sao. Thực sự là vậy, thực sự là vậy, là bởi vì cái hơi nó không có ra, càng lạy nước miếng nó càng ra, tức là cái khí mình không tổn, cho nên thành ra nó lưu thông máu huyết, rồi nước miếng mình nó coi như nó ra đầy họng luôn, đó thấy không? Giờ nó cũng quá trời nước miếng luôn, là không có bị tổn khí. Cái đó là cái cách của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, là Tổ sư Ấn Quang ngài nghiên cứu ra cái cách lễ Phật trong tâm rất hay, nên lưu tâm chỗ này nha, nên lưu tâm chỗ này. Mà lâu lâu mình lại một lần như vậy, hồi nãy quý vị ra tiếng cũng rất là tuyệt, nhưng mà ai mệt thì im lặng nó hết cho coi, im lặng mà phải hít thở đúng cách và phải niệm một câu trong tâm mà lúc quỳ thấp nữa. Thì hôm bữa giờ rồi có hai vợ chồng bên Mỹ về, thì cái cô này có một đời chồng trước là người Việt Nam, sanh một đứa con, rồi cổ có thêm một đời chồng thứ hai là người Mỹ, hai vợ chồng không có con, mới vừa đây khoảng tuần lễ có về thăm chúng tôi. Cô này kỳ tích. Hôm nay vì sao chúng tôi kể câu chuyện này của cô này? Lúc chúng tôi ở San Jose ở Mỹ, mà cổ cũng ở tại San Jose luôn, thì cô nói là từ khi cổ nghe pháp lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm 23, 21, 22 á, là cổ đã phát tâm mỗi ngày cổ lại 500 lạy. Mà ra chùa Đức Viên á, lạy bằng miệng thôi. Cứ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là lạy xuống, chứ không có đọc ngũ bách danh, mà lạy đúng 500 lạy bả canh là 3 tiếng đồng hồ. Có khi 2 tiếng mấy. Hỏi động lực nào làm cho cô lại? Thì cô nói là nghe thầy nói là nếu mà con cái ngỗ nghịch, oan gia trái chủ, nó đến gia đình bất an, thân thể bệnh hoạn, mà lễ Bồ Tát Quan Âm hàng ngày là sẽ vượt qua, con cái không ngỗ nghịch, rồi nó ngoan lên. Mà đứa con nó thì thôi rồi, không phải nói, nó ăn chơi mà sa đọa, vô tù ra tội, mà bên đó nó tự do, nhiều lúc nó cầm súng muốn bắn ai nó bắn, kinh lắm. Bên đó bên Mỹ bắn súng tự do mà. Thì cô nói chết rồi, coi như là xong đứa con rồi đó.
bắt đầu bà nghe chúng tôi, bắt đầu bà lạy. Bà lạy quý vị biết không, bà lạy một năm, bắt đầu thằng đó nó quay đầu. Mỗi ngày 500 lạy, kinh khủng không? Sau bắt đầu nó quay đầu, nó bắt đầu là mỗi thứ bảy á, mỗi thứ bảy cổ lạy 500 lạy. Cổ nói là 10 năm nay là cứ đúng 1 giờ 30 phút cổ thức dậy, là 2 giờ là cổ thường cổ sáng cổ uống miếng cà phê, là 2 giờ bắt đầu là cổ công phu. Và đến bây giờ vẫn là mỗi thứ bảy 500 lạy. Kinh khủng cổ này thiệt, mà nhìn cổ quan hỷ vô cùng, lúc nào cũng vui. Mà nhìn cái mặt cổ trẻ, năm nay cổ 65 tuổi mà nhìn rất trẻ. Cô nói là lúc trước mà con buồn nó là nhìn con như bà già, như con khỉ ăn ớt, lúc nào cũng nhăn. Mà nay con lạy Quan Âm, sao cái danh hiệu vô trong người con mát mẻ quá. Khi con về đây là cái ông á, ông chớp, tức là cái ông mà trưởng ở trong cái công cơ quan của làm á, là kêu khi bà đi vacation là bà đi về ở đây rồi á, đi về Việt Nam quê của bà xong là lên tôi cho bà thăng chức ngang. Mà bà không muốn lên chức nữa, bà kêu cũng muốn làm cái chớp này nó vừa với cái sức của mình, ra Bồ Tát xin nữa. Thì xin đến cái lúc bà về thì tự nhiên cái ông tổ trưởng, nhóm trưởng ở trong đó đó, người cai á, mà mày đi chành gì đó là kêu thôi mày đi về rồi tao cho mày làm ngay chỗ cái việc mày lui, khỏi phải lên chức. Mà nói cái gì bà cũng cầu Bồ Tát Quan Âm, bởi vì bà cầu cái thằng con bà nó quay đầu được, bây giờ nó ngoan cho nên bà tin. Có Bồ Tát không? Có Bồ Tát gia hộ đó, chứ bản thân của mình mà niệm một cái danh hiệu gì khác mà ba mơ ơi má ơi hoặc buồn cái gì mà cho nó thay đổi thì không được đâu. Dùng tiền để mà nhờ người khác để mà đến dụ dỗ nó cũng không được đâu. Vậy mà có Bồ Tát gia hộ thì chúng tôi nói bữa nay cô sẽ lạy theo cái máy này, chúng tôi đưa cái máy và trong cái máy niệm một câu ra, xong rồi Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cô niệm một câu trong tâm, có chỉ cổ kêu kêu hay cái này hay. Bữa nay bắt đầu lên 60 mấy tuổi là bắt đầu nó đuối rồi, rễ lẻ ra hơi bắt đầu nó đuối rồi. Đó, cho nên thành ra cái cô này cô đặc biệt. Đó là nói về sự Bồ Tát Quan Âm. Còn Lý nè, lắng nghe Lý nè. Lý thì tâm Bồ Tát Quan Âm không còn tham sân si, không còn ngã mạn, không còn kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, ngài chứng đắc được pháp thân thanh tịnh rồi. Ha. Và ai niệm cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì lâu ngày cái tâm mình cũng sẽ tiêu hết tham sân si, nhất là ở trong phổ môn đó, người nào nhiều tham dục, sân hận si mê niệm Bồ Tát hết đúng không? Hàng ngày đọc phổ môn đúng không? Trong kinh nói là có đó chứ không phải không có đâu. Mà mình chưa thấy cái giá trị mà con người hết tham sân si, nhẹ tham sân si đó, người này đã là tỷ tỷ phú rồi. Người này đã giàu rồi. Hiện tại bây giờ mình thấy mà không tham sân si, nhưng mà nó ở sẵn ở trong đó đó, và nó tham sân si nhiều đời rồi, cho nên cái tham này nó mạnh quá, cho nó tổn cái phước, cho nên bây giờ mình nghèo quá, cầu có tiền không có. Nếu mà thực sự người này niệm Quan Âm mà tham nó dứt đi, nó giảm nhẹ rồi nó dứt đi, thì người này họ cầu cái gì không được, cầu trường thọ, cầu phú quý, cầu thành Phật mà còn được nữa. Mà cầu thành Phật thì giới điều kiện phải hết tham sân si, chứ mà kẻ mà có tham sân si đừng có nói làm Phật, không có đâu, đúng không? Nhưng mà niệm Bồ Tát Quan Âm để mà hết tham sân si thì quá tuyệt, không có tốn kém gì hết trơn mà quá hay. Đó, hồi sáng giờ quý vị ngồi để mà mình bàn chuyện năm trên năm dưới, hoặc mình ngồi để mà mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc đi kinh hành thôi, hoặc giả ngồi chỗ thì 3 tiếng làm nổi không? Sao mà nổi? Vậy mà cái cách lạy này, vậy mà 3 tiếng bà già, trong này có bà nào 80 tuổi đâu đứng dậy không? Có không? Đứng dậy thử coi. Có không? Đứng dậy coi. Đó, bà già giơ tay kìa, 80 tuổi kìa, lạy hết 500 lạy kìa. À, 85 luôn hả? Có bà nào 90 không? Đó, bà già kia kìa, 8 mấy? Bà 8 mấy? 8 mấy? 85, bà lại hết 500 lại không? Cho anh chàng pháo tay đi. Quý vị biết cái cách này là từ bắt đầu năm 2010 đến hôm nay là 13 năm rồi chúng tôi ôm ấp cái cách lễ này. Hôm nay thì sao? Hôm nay người lễ là người chủ lễ và đại chúng khỏe, không mệt, là do có cái máy. Đặc biệt cái máy. Cái máy niệm bắt đầu là mình chỉ y như đại chúng. Chứ lúc trước mà chúng tôi lễ ở Đại Tùng Lâm là coi như tối giảng xong là sáng là coi như lo nơm nớp, sợ sáng mai xỉu. Lúc nào lễ lúc đó còn thầy Hạnh á, cứ kêu thầy đứng bên cạnh, lỡ tôi xỉu tôi thầy cầm micro cho tôi nha. Lúc nào cũng nhắc thầy, nhưng mà chưa xỉu, nhưng mà cũng gần xỉu chứ không phải chưa xỉu, gần xỉu. Vì cái hơi mình ra nhiều quá, biết không? Đứng lên đứng xuống đã mệt rồi, mà cái hơi ra nhiều quá cho nên nó tổn khí, nó mệt, miệng khô rang luôn, choáng váng mặt mày luôn. Đến hôm nay lạy không có chút gì mệt. Lắng nghe nha, đừng nói chuyện nha. Nè, đừng nói chuyện. Nói chuyện không nghe được đâu. Chút xíu nữa hết giờ nè.
giờ lắng nghe ha. Như vậy hôm nay có một vị Bồ Tát rồi thì mình tin tưởng, mình niệm Ngài là Ngài gia hộ. Mà trong tâm mình giảm nhẹ nhẹ tham sân si, cái nguyện mình giống như nguyện Bồ Tát là không ăn thịt chúng sanh nữa, thương chúng sanh đi. Rồi ăn chay trường đi. Rồi tâm này là tương đồng với Bồ Tát, vì có lòng từ người nên ăn chay trường được. Người không có lòng từ họ ăn không được. Họ thèm thịt họ ăn không được. Họ thèm cá họ ăn không được. Rồi giúp người, giúp vật làm phước. Tâm mình như tâm Bồ Tát, nguyện mình như nguyện Bồ Tát, hạnh mình như hạnh Bồ Tát, thì người này đề khởi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quan Âm Bồ Tát là cảm ứng liền. Cái chỗ này là cái chỗ mà xử lý viên dung này. Lý là cái tâm của mình phải thanh tịnh, phải cung kính, phải có lòng từ bi, thương người, thương vật, giúp người, giúp vật, cung kính cha mẹ, cung kính sư trưởng, sẵn lòng giúp những người khác ha. Rồi có tâm muốn cầu thoát ly sanh tử, cái tâm mình giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, vân vân. Mình làm những cái lời của thánh hiền, của Phật, của Bồ Tát chỉ vậy, và mình niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Quan Âm thì chắc chắn có cảm ứng, bởi vì cái lý là trong tâm của mình đã tương đồng với Bồ Tát. Lý đó là cái tâm bớt tham, bớt sân, bớt si. Rồi cái lý đó là cái tâm mình không có cống cao ngã mạn ha, khiêm hạ, khiêm tốn, thương người, thương vật, vân vân. Thì chắc chắn là cái lý này đã đạt được một phần nhỏ thì cảm ứng với Bồ Tát một phần nhỏ. Nếu mà nhiều thì cảm ứng với Bồ Tát nhiều. Còn nếu mà cái lý này không có mà miệng niệm cho suông như vậy mà tâm vẫn là cái tâm gọi rằng là khẩu Phật tâm xà, khẩu Bồ Tát mà tâm ác ôn, cái tâm mà coi như là không có hiền lành thì không cảm được đâu. Cho nên có nhiều người niệm không cảm được là cái tâm của mình nó không có tương đồng. Cái lý nó không tương đồng thì cái sự nó không tương đồng. Nhưng mà nếu ra công dùi mài sự tu hành thời gian lâu dài, cứ lễ, cứ niệm, cứ cầu nguyện một thời gian thì tham sân si nó sẽ giảm, rồi từ từ nó cũng sẽ tương đồng, chứ không phải bỏ cuộc ha. Đó là cái vấn đề xử lý như vậy à. Còn thứ hai hôm nay chúng tôi nhắc một chút xíu nè, bây giờ 7:04 chuẩn bị chúng ta ra phóng sanh rồi để dùng nè. Có một cái việc mà chúng tôi từ khi lên trên này ở thì tiếp khách nhiều hơn ở dưới khu chuyên tu nhiều lắm. Tiếp khách nhiều lắm ấy. Hôm bữa có một cái đoàn thầy Phổ dắt vô, kêu là vô thăm đi liền. Chúng tôi nghĩ trong bụng cái ổ, đi thăm một vị thầy mà sao là vô đi liền. Nếu mà vô đi liền thì thôi lễ tam bảo được rồi, chứ có thời gian đâu mà nghe để nói chuyện. Thì chúng tôi cũng vì cái tình Phật tử quý chúng tôi qua. Thì qua thăm thì cuối cùng chúng tôi nói chuyện một chập xong thì chút nữa đi chơi chứ cũng không có chuyện gì. Thấy chưa? Rồi một số Phật tử đến, như hôm nay cũng có một nhóm là hồi hôm qua cũng kêu vô thăm đi liền, mà chúng tôi không phải ngồi đợi Phật tử đến để mà tiếp, để mà vận động xây chùa chiền hoặc là in kinh phóng sanh nuôi các cụ. Không có ý niệm này, mà cũng không có thời gian để ngồi đợi. Suốt ngày bận biệu, không đọc sách thì vô trì chú, không trì chú thì niệm Phật, rồi không niệm Phật thì là phải đi làm những cái nhà cho các cụ, rồi để một số những cái công việc bên chùa nó tối mặt tắt đèn làm suốt ngày. Chúng tôi không có để cho nó cái tâm nó trống, không có để ngồi gọi rằng là nhàn cư vi bất thiện, không có để mà nó vô sự, nó sanh sự, không có cái thời gian, không có. Thì làm gì có thời gian mà để gần rằng là quý vị lên đột xuất mà chúng tôi tiếp được. Không phải chúng tôi khó đâu, ở khu chuyên tu vậy mà nó lại yên. Không có ai vô, đóng cửa nó rất là yên. Ở đây là quý vị đến là chúng tôi phải tiếp. Qua bên đó chúng tôi phải tiếp. Hôm nay chúng tôi nói để quý vị hết sức thông cảm. Mình đến gặp một vị thầy, mình phải hẹn trước 5 ngày, 3 ngày. Giống bữa cô Lợi cô nói có một cái chú vô đây xin quy y, mà chú này khá thành công. Ông vô ông xin quy y rồi ông làm quán công chay. Chúng tôi đặt pháp danh Đức Thiện với thêm một chú Dũng, ông hẹn trước 3 ngày. Chúng tôi mới có thời gian sắp xếp chứ. Đâu mà cái đùng lên gái kêu con gặp thầy, chút nữa con đi. Chứng tỏ ra là cái chuẩn bị để mà nghe pháp, hoặc mình đến thăm thầy là cái chuyện đến mà cho vui thôi, chứ không phải là cái chuyện toàn bộ để toàn tâm. Có một vị tổ ngài Liên Trì mà đến đảnh lễ một vị tổ trên núi, ông lại một tháng, lại từ nơi cái thất của ngài lên tới ở trên đó để gặp một vị hòa thượng. Nhờ cái tâm cung kính tha thiết như vậy đó thì họ mới học được cái pháp. Cho nên hôm nay chúng tôi nói quý vị hết sức thông cảm. Không phải là cái chuyện chỉ ra quý vị lên cái gặp mà quý vị biết bao nhiêu đoàn không? Nhiều lắm ấy. Thì làm sao một mình chúng tôi đấu sức lại, sức lực đâu, sức khỏe, tinh thần đâu mà có thể làm được như vậy. Mà đâu phải là tiếp quý vị ngồi không để mà tiếp đâu.
Mà khi mà công việc mà đang tập trung vô làm mà nghe có khách cái là bỏ công việc, chút nữa quay lại nó trẻ què. Nó không có được như cái lúc mình đang suy nghĩ để mình làm. Từ khi đọc sách cho đến là tập trung công việc xây dựng hay là làm bất cứ cái gì mà khi nghe nói có pháp, nên có khách chút nữa mà đi qua thì thôi cái công việc là giờ đi qua là công việc phải bỏ rồi đó. Chứ làm cái gì mà đi qua mà có thể tập sắp được công việc. Ví dụ ngày Chủ nhật chúng tôi sắp xếp tiếp quý vị học giả là mình sắp xếp cứ báo vô thầy Minh 0909-7414 đó, rồi báo lên thầy Phổ rồi thì phải có cái thời gian sắp xếp, mình chuẩn bị tinh thần thì ngồi chúng tôi mới có thời gian. Còn quý vị đi qua đường để mà thăm chút thì thực sự nó có những lúc chúng tôi tiếp nhưng mà nó không có được cái sự chuẩn bị, đúng không? Nhưng bữa thầy Trí mà ở dưới Bình Thuận Tánh Linh á, thầy chuẩn bị trước một tháng cho nên mùng 4 mới lên chúng tôi chuẩn bị một cái pháp hội. Quý vị bên đó mà chuẩn bị có thời gian mà chuẩn bị để lên thăm chúng tôi ha, là có thời gian và cung kính là chúng tôi tự nhiên cảm được cái tâm quý vị nó khác. Bữa có hai vợ chồng ở bên Pháp về, chuẩn bị trước cả nửa năm về thăm chúng tôi bên Pháp mà. Chúng tôi tiếp đãi có thời gian khác liền, khác hơn là mình qua đường thăm chút rồi mình đi. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói để quý vị hết sức thông cảm. Bởi vì một vị công chúng, cái vị làm việc cho công chúng là họ lên công chúng như vậy nè, là Phật tử, là người mà hộ Pháp phải biết quý trọng thời gian và phải biết dưỡng sức cho cái vị đó để lên họ giảng những bài Pháp cho mình nghe, chứ không phải đụng đâu bạ đó mình kêu đâu. Đụng đâu mời đó, đụng đâu bạ đó, đụng đâu đến là mình kêu đó thì vị này chết ngay. Tỏ quan kia là Bồ Tát Đại Thế Chí của Phật mà ngài còn phải dè dặt cái chuyện tiếp khách mà đóng cửa không tiếp ai mà. Đúng không? Đâu phải chuyện như trò chơi ngoài đời, giỡn chơi, rồi tới ngồi chơi không có đâu. Làm sao được như vậy? Nếu mà làm như vậy thì cái ông này ông cũng chả ra gì hết, nói không ai nghe đâu. Nên nhớ cái chỗ này, mình Phật tử mình phải thương thầy, quý trọng thầy, biết giữ thời gian cho quý thầy. Thấy không? Để mấy thầy mới có thời gian nung đúc công phu rồi mới nói được bài thuyết pháp hay cho mình nghe chứ, để đại chúng nghe chứ, đâu mà coi như là chúng tôi dặn thầy Phổ. Chiều hôm qua thầy kêu cũng có một đoàn lễ xong đi liền, không kịp thời gian, kêu thôi cứ đi bữa sáng khác tới. Chứ làm sao mà có được cái thời gian, mình đi gặp một người khách, mình đi đám cưới mình cũng phải chuẩn bị thời gian, người đám cưới người ta cũng phải mời trước có thời gian. Đó là chuyện ngoài đời hôn nhân, đừng có nói chuyện đi học đạo nghe. Chuyện đi học đạo cũng phải chuẩn bị đó, chuẩn bị trước cái thời gian. Có cái cô viết cái lá thư mà chúng tôi chưa gọi điện thoại kịp để trả lời mà cũng quá bi đát, cuộc đời cũng quá khổ, vô đường cùng muốn tự tử không à, mà vẫn chưa có thời gian để gọi được. Cái đó là hôm nay chúng tôi nhắc nhở để quý vị, nếu mà mình cần thiết lắm á thì mình phải sắp xếp thời gian đó. Bởi vì đông quá mà làm sao một mình chúng tôi có thể đối đầu nổi, không thể mà đối đầu nổi đâu đó. Lên trên này thì thực sự được nhiều công việc Phật sự nhưng mà tiếp khách nhiều quá. Mình phải thương thầy, những cái người mà ra công chúng đó là cái người quan trọng thì mình phải biết để mà mình giữ gìn cái sức khỏe về tinh thần cũng như là tiếp khách vân vân mọi thứ nha. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói chân tình chứ không phải là chúng tôi la lối hoặc là cho mình là quan trọng, đó không phải, mà nói là để cho mình biết để mình thông cảm lẫn nhau thôi ha. Đó. Thì thôi giờ hôm nay cái việc mà mình lấy 500 danh hiệu với cái số lượng người này là vừa lắm. Mấy thầy hôm nay là nấu ăn chứ đâu phải là Phật tử nấu đâu. Đó thầy Thành, một số các thầy từ 1, 2 giờ khuya mấy thầy đã dậy nấu rồi. Mà nếu trong này 7-8 ngàn người thì chịu thua. Hôm nay như vậy là vừa nè. Chúng ta muốn như vậy là vừa và phát trực tiếp mình ở nhà mình lại. Nên tổ ông Quang này nói cái gì, cái điều này mới ghê chứ. Mình làm chưa được. Đạo tràng 20 người thôi. Khi thuyết pháp hoặc tổ chức không cho người lạ vô. Ngồi suy nghĩ hoài, ngài có ích kỷ không? Mà đúng không? Không ích kỷ. Tổ làm cái ý của ngài, người lạ vô là coi chừng người ta không có biết cái quy củ thiền môn, rồi người ta coi như là sanh chuyện sanh trò, rồi người ta nói xàm nói bậy, rồi người ta coi như là phá những cái người mà người ta đã tu lâu để mà vãng sanh. Thay vì 20 người là vãng sanh, mà đông quá số bồn thì coi chừng không vãng sanh cả đám. Cái lý do của ngài có nó, chứ không phải tổ ngài nói sai đâu. Khi thuyết pháp không cho người lạ vô, ngài kỹ kinh khủng. Mà giờ đây chúng tôi có chúng mà không người lạ vô, người ta không cúng gì hết trơn, rồi chắc đói nhăn răng chết luôn. Thôi bây giờ cũng tùy duyên thôi, chứ ai biểu mình nuôi chúng nhiều thì bây giờ mình phải phá lệ, mà phá lệ coi chừng, đúng không ạ? Mình quyền biến trong đó một chút đó, nhưng mà không theo cái điều của ngài là vẫn là cắn rứt, vẫn là rây rứt đó, chứ không phải dễ đâu. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói những cái điều này là bữa nay là chúng tôi phải áp dụng những lời của tổ Ấn Quang đi từ từ đi vào, để mà mình phải một đời này vãng sanh thôi, không có nói cái chuyện on đơ nữa. Tiếng Pháp on đơ là không có thể nói một hai nữa, một là một thôi, giống một hai nữa ha.
Thế đó là cái việc hôm nay chúng tôi thưa quý vị như vậy và phát Bồ Đề Tâm tinh tấn mỗi ngày lạy Bồ Tát Quan Âm. Thì Tổ Ấn Quang nói cái người mà niệm Quan Âm, lạy Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ cho cái niệm Phật rất đắc lực. Cũng như ăn cơm trắng mà ăn suông thì đỡ đói, nhưng mà ăn thêm rau dưa vẫn có cái vị ngon của nó. Hay cái chỗ này, thường là sáng bắt đầu chúng tôi niệm Phật, mở mắt ra là A Di Đà Phật, đến 12 giờ trưa là bắt đầu chuyển sang mở máy niệm Quan Âm. Cái máy này là đeo suốt, bữa nào mà quên mở là tối khó ngủ, là cái đầu mình quá căng thẳng. Mà cũng là căng thẳng làm việc mà mở máy mình lại nghe thôi, mình không niệm nha, nghe thôi mà tối lại tinh thần nó ngủ ngon. Tinh thần ngủ ngon tức là mình biết cái tâm mình nó yên. Còn tinh thần nằm nó xuống hoài mà không ngủ là biết cái tâm ngày hôm đó là quá bất an, quá rộn ràng. Cho nên nó dịu cái tâm xuống để ngủ, nó không vô giấc ngủ được thì làm sao ngày mai sức khỏe còn làm việc được, đúng không? Rồi thôi, 17 giờ 13 phút rồi, chúng ta đứng dậy để ra phóng sanh ha. Dạ, A Di Đà Phật. Thì Ấn Tổ nói là câu Phật hiệu lấy đó làm bổn mạng nguyên thần, tức là cái ý niệm này là quan trọng nhất, niệm Phật là quan trọng nhất, để trong tâm còn tất cả những cái khác đó là phụ. Nếu ai làm được như vậy thì hiện tại người ta an vui. Trong câu Phật hiệu nó có vô lượng công đức, phước báu nó sẽ tới. Trong câu Phật hiệu nó vô lượng quang minh, trí tuệ sẽ khai mở. Khai mở như thế nào? Khai mở là tâm đồng tâm chư Phật, trí đồng trí chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật. Và giữ câu Phật hiệu này là thọ mạng kéo dài. Trong câu Phật hiệu này vô lượng thọ trong đó. Nói thì nghe được như vậy, nhưng mà giữ câu Phật hiệu không được. Trong lòng cứ bùi ngùi, thực sự cái tâm trạng hôm nay Ấn Tổ nói ngày Vĩnh Minh Diên Thọ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngày 17 tháng 11 ngày vãng sanh Tây Phương rồi. Trong này có sử liệu chút nữa giác nhàn nói. Còn mình thì bây giờ ngồi đây trước mặt mịt mịt mờ mờ, mênh mênh mang mang, không biết đường đi lối về. Biết đó là Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ cầm đài vàng xuống đón mình. Nhưng mà tính tâm đối với cảnh giới cực lạc với Đức Phật yếu nhất, nguyện tâm yếu nhất, và hành trì cái câu Phật hiệu cũng yếu nhất, yếu lắm. Bị một trần cảnh bên ngoài nó nhập vô tâm cái là câu Phật hiệu tan mất liền, như sương mốc tan mất. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà họ mim mim mật mật được câu Phật hiệu thì tính tâm của họ được đề khởi. Vì khi mà họ vào cái công phu được niệm Phật thì cái thô tâm, cái thô của vọng tâm ác niệm bắt đầu nó tan biến từ từ, từ từ nó nhẹ lòng. Lúc đó bắt đầu mình mới thương Phật, thương Phật, nhớ Phật vô cùng. Vừa đề khởi là ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ phụ A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nước mắt rơi lệ, lông tóc dựng đứng. Thì cái đó là cái tính tâm của chúng ta bắt đầu nó kiên định. Rồi tha thiết một mực muốn về Tây Phương Cực Lạc, giống như là người đang nhốt trong lao ngục, mong từng giờ, từng phút, từng giây để ra khỏi cái lao ngục. Thấy trong cái ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược này, nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, nó hôi hám, giống như con dồi đang ở dưới hầm phân, mong ra thoát khỏi từng ngày, từng giờ. Nhưng mà người đó không có niệm Phật thì người ta không có ý niệm này. Mà khi không có niệm Phật thì bắt đầu người ta niệm vô trong cái ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, nó dính vô đây. Cái tâm không để không không được. Nếu không viên vào trần cảnh thì nó phải viên trong cái cửu giới. Cửu giới là từ địa ngục đến Bồ Tát giới, là cảnh giới từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát là cửu giới. Bữa Giác Nhàn có đọc cái đoạn này, quý vị nghe Ấn Tổ nói đúng không? Cái tâm mình không duyên nơi Phật cảnh thì nó phải duyên nơi cửu giới. Cái tâm mình nó không duyên nơi câu Phật hiệu thì nó phải duyên vô tham sân si mạng, tự tư tự lợi.
cái người đó giỏi lắm đi nữa, họ duyên vô là 10 điều thiện, rồi thọ mạng hết, họ lên cõi trời, họ hưởng hết phước, rồi bắt đầu họ phải đọa lạc. Bao nhiêu con người này hôm nay có cái duyên đến tỉnh Thất Quan Âm, Giám Nhàn không phải lên đây để giảng dạy chỉ bày ra oai mình là một người tu tịnh độ sâu dày rồi khoe khoang khoác lác, không có ý niệm này. Mà thực sự hôm nay lên đây tự trầm, tự thuật lại, trầm thuật lại cái tâm trạng của mình khi đọc đến văn sao của Ấn Tổ, và có những cái tâm niệm gửi gắm đến các bạn xen nhân cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, phát Bồ Đề tâm dũng mãnh, niệm một câu Phật hiệu, đem toàn bộ cái tâm thức của mình đặt nơi câu Phật hiệu là chính, làm bổn mạng nguyên thần, những ý niệm khác là phụ. Tha thiết chân thật như con nhớ mẹ, không quyến luyến gì trần cảnh này nữa hết. Dầu cho mình quyến luyến thọ mạng hết cũng không mang đi được, mà nó để đọa lạc nữa, mất cả chì lẫn chài. Đây là cái niềm cảm xúc của Giác Nhàn nhân cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Và có một số quý Phật tử hỏi sao các chùa khác tổ chức lễ đài dựng tượng Phật Di Đà, để bông sen, thắp đèn, rồi có ca hát văn nghệ văn rừng đồ, mà sao chùa thầy im lìm, cứ đóng cửa niệm Nam Mô Di Đà Phật hoài, vậy thấy buồn quá vậy thầy? Thì những người mà họ đến với Tam Bảo mà họ thích cái hình thức bên ngoài á, thì quý thầy cũng thuận theo họ để cho ca có hát, rồi làm hình thức đốt đèn đồ để cho họ vui, để mà dụ họ đến chùa. Còn những người mà thực sự họ chân thật niệm Phật là họ đến đây họ thích tụng kinh, họ thích niệm Phật. Đúng không quý vị? Ở dưới đó Phật tử ai thích đâu giơ tay lên coi ạ. Thích mà hồi tối có niệm không hay ngủ? Cũng có niệm ha. Dạ vâng. Thì tối hôm qua cũng hơi đông cho nên đi kinh hành nó hơi chật. Cái pháp hội ở đây á, hôm nay mục đích là chúng ta về niệm cái câu Phật hiệu, lấy cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ của quyền thất tổ đã quá vãng. Lỡ cha mẹ của quyền thất tổ của mình đã quá vãng đọa địa ngục, hôm nay bao nhiêu cái con người này ở trong đây nhờ cái lực từ trường này, họ có duyên với mình, họ nghe được câu Phật hiệu của mình niệm, họ thoát khỏi cảnh địa ngục. Công đức này thù thắng lắm. Hoặc là cha mẹ, anh em, dòng họ của mình chết rồi nhưng mà làm người hoặc làm súc sanh, họ cũng nhận được cái công đức này. Cho nên cái người mà niệm Phật đó là thượng cầu Phật đạo, trên là họ cầu thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hạ hóa chúng sanh tức là ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nương cái công đức niệm Phật này mà họ siêu sanh thoát hóa. Cho nên hôm nay đại chúng ở tại tỉnh Thất Quan Âm không có đông lắm, cho nên không có cái thời gian để mà phải làm lễ đài rồi thuê ca sĩ đồ đến hát, mà tập trung vô để mà chuẩn bị những cái món quà trang tăng, phong bì, quý Phật tử cúng dường, chuẩn bị cơm, chuẩn bị ghế với quý Phật tử ngồi, rồi dẫn chúng nó hết giờ, không còn người để làm gì nữa cả. Là thứ nhất là không có chúng. Thứ hai nữa đó là Giác Nhàn thấy cái việc mà mình cúng dường cho Phật á, là đem cái gì cúng dường là nó thiết thực và nó hiệu quả, mà nó là một cái biểu pháp. Thứ nhất đó là một ly nước trong. Hòa Thượng Tịnh Không nói là nước trong đó tượng trưng cho cái lòng trong trắng thanh tịnh của mình. Rồi đèn đó tượng trưng cho trí tuệ thắp sáng. Hương đó là hương thơm mình cúng dường Phật. Nước, nhang, đèn là chính. Rồi hoa, hôm nay mấy thầy mua hoa để cúng dường Phật. Hoa này tượng trưng cho nhân, trái cây tượng trưng cho quả, như đó là đủ lễ nghĩa rồi. Còn thêm cái hình thức các chùa khác có làm như vậy cũng tốt, mà không làm cũng không thất lễ với Phật. Đúng không quý vị? Không thất lễ với Phật. Lễ kính là từ nơi cái trong tâm của mình. Chân thật đêm hôm đó mình tha thiết niệm câu Phật hiệu, mong muốn về cố hương Tây Phương Cực Lạc.
đem tâm chân thành cung kính niệm câu Phật hiệu, buông xuống vạn duyên. Cái đó đó là cái bổn nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời và mười phương chư Phật ra đời. Vì một hồi bảo đó là gì? Là nói đến cái bổn nguyện là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó là bổn nguyện siêu thắng vô tác diệu lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Mà nguyện thứ 17 đó là mười phương chư Phật tán thán. Chúng được giác nhàn nói cái nguyện này. Như vậy hôm nay chúng ta biết rằng mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn, tán thán nguyện lực của Đức Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, trong kinh A Di Đà, mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn, tán thán câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Vì câu A Di Đà Phật đó là cái quả giác của Phật A Di Đà đã tu thành rồi. Chúng ta lấy cái quả giác đó làm cái nhân địa, chúng ta niệm lâu ngày chày tháng, lúc thọ mạng hết, cái niệm sâu cùng là niệm A Di Đà Phật. Chút nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho quý vị nghe cái cuộc đời, việc làm và thị tịch biết trước lúc mất của Ngài Ấn Quang. Khi Ngài ra đi, hơi thở tắt rồi mà cái miệng Ngài vẫn còn A Di Đà Phật nhép 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 nhép. Cái niệm sâu cùng là quan trọng. Mà cái niệm sâu cùng đó nó kết cấu từ nơi cái niệm hàng ngày hiện sinh của chúng ta đang sinh hoạt. Nếu mà cái niệm sâu cùng của họ mà họ niệm được câu Phật hiệu thì ngay bây giờ họ phải hàm dưỡng niệm câu Phật hiệu, gặp sắc trần không mất câu Phật hiệu. Nghe tiếng họ muốn nghe thì nghe, không nghe thì cái tiếng cứ chéo chéo bên ngoài nó đi qua. Câu Phật hiệu động lại trong tâm. Nhìn thấy cái cảnh đó, câu Phật hiệu vẫn giữ yên không lay động, thì tất cả các cảnh đều là cảnh Phật. Này nói thì dễ nhưng mà phải hàm dưỡng ít nhất phải 8 đến 10 năm, 20 năm. Tìm một cái chỗ chân thật, giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết những cái vọng động, chuyên tu tịnh nghiệp. Đuôi què mẻ sức, giàu nghèo sang hèn, ngu trí, trường hợp nào cũng niệm Phật, Đức Phật rước về Cực Lạc hết. Chỉ những người vô trí, không có nhân duyên thì thua. Vô trí tức là người này bị điên loạn thì không niệm được, không biết họ đang làm gì chịu. Ở đây là trước khi Giác Nhàn nói đến cái sử liệu của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Giác Nhàn có vài cái tâm trạng tự trần, tự thuật lại với các vị, mong các vị liễu chi cho A Di Đà Phật. Hôm nay sở dĩ Giác Nhàn nhớ đến Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà là do Tổ sư Ấn Quang có nói hai vị trong Liên Tông Tịnh Độ 13 vị tổ đó, thì có hai vị tổ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thứ nhất đó là tổ Thiện Đạo là nhị tổ, sơ tổ đó là Ngài Huệ Viễn, và tổ thứ sáu đó là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Hôm nay Giác Nhàn muốn nói đến cái sử liệu này, cái nguyên do khởi nguồn từ đây mà có cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Ngài Vĩnh Minh, Ngài tịch đúng vào ngày 17 tháng 11, cho nên thành ra mới lấy cái ngày 17 tháng 11 này làm cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, vì Ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta nghe như vậy ha, có người mình, tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, hàng phàm phu như chúng ta và cũng như loài súc sanh đều có ba cái thân hết. Thứ nhất đó là pháp thân, là thể tánh thanh tịnh, là đức tánh của mọi người. Ai cũng sẵn có cái pháp thân thanh tịnh này hết. Thứ hai đó là ứng hóa thân. Thì khi nói đến ứng hóa thân thì các hàng Bồ Tát mới dùng được cái tâm nguyện và cái nguyện lực để mà ứng hóa thân. Cũng như là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất dùng nguyện lực thành con voi trắng số ngà vào hông hữu của Hoàng hậu Ma Gia và sanh ra tu hành thành Phật là Phật Thích Ca, đúng không? Đó là Ngài dùng ứng hóa thân.
Mà khi mà có ứng hóa thân á, thì báo thân nó đi theo. Cái thân bằng xác thịt chúng ta đây nè, là do cái nghiệp báo. Cái nghiệp báo chính để mà sanh ra cái thân này, đó là cái nghiệp ái. Cho nên chư tổ mới nói là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Vì cái nghiệp ái nặng cho nên mình phải sanh ra làm người. Đây là cái báo thân, do cái nghiệp báo của cái tâm ái mà nó chui vào trong thai bào của cha mẹ, rồi 9 tháng 10 ngày nó sanh ra mang cái thân này, gọi là báo thân. Thì tất cả chúng sanh như con chó đó, nó cũng vì cái nghiệp si mê mà nó chui vô bụng chó, rồi nó ra cái thân con chó, đó là báo thân, nghiệp báo. Thì tất cả mọi chúng sanh đều có ba cái thân này, và mình có khả năng để ứng hóa thân, nhưng mà cái ứng hóa thân để vì nguyện lực của mình không đủ khả năng làm điều này, mà mình vì nghiệp lực nó lôi cuốn mình. Như vậy cho nên Ngài Vĩnh Minh á, Ngài được các vị trong tâm tịnh độ tương truyền là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Bây giờ chúng tôi nói đến sử liệu Ngài, quý vị cố gắng lắng nghe ha. Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư, tên thực của Ngài là Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mộp xuống nghe kinh. Tức là cái lúc mà Ngài còn trẻ đó, thì Ngài rất thích tụng kinh Pháp Hoa. Những loài dê nó nghe cái là nó quỳ mộp xuống, nó nghe kinh. Những loài súc sanh á, khi mà nó có thiện căn với Phật Pháp á, nó nghe kinh đó là nó quỳ mộp xuống. Còn những con người chúng ta đó, mình có phước báu hơn loài súc sanh, cho nên mình được làm người. Nhưng mà thiện căn của mình đôi khi á, không bằng loài súc sanh. Loài súc sanh như loài dê này, khi nghe Ngài Xung Huyền là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ lúc chưa đi tu tụng kinh Pháp Hoa là nó quỳ mộp xuống để nó nghe. Thì loài súc sanh này nó có thiện căn, nó gieo trồng trong nhiều đời, nó nghe kinh. Cho nên bây giờ nó nghe người khác tụng kinh, nghe ai đó tụng kinh là nó thích nghe, quỳ xuống cung kính để nghe. Còn đôi khi người là có phước báu được làm người mà không có thiện căn phước đức nhân duyên gieo trồng trong ngôi Tam Bảo, khi họ nghe thuyết pháp, họ nghe tụng kinh, họ nghe câu Phật hiệu, họ không có tin. Bây giờ quý vị đi coi thì coi xuống đường ở dưới đó, thấy người ta đi qua đi lại, mình nói thôi cô lên trên này nghe thầy nhàn giảng niệm Phật A Di Đà rồi tụng kinh Vô Lượng Thọ đi, cô lên đi, kiểu trên đó niệm có được cái gì đâu, cái té vàng té bạc gì đó, tôi đi làm tôi kiếm tiền tôi nuôi con tôi chứ lên làm chuyện vô ích. Họ không tin. Có cái cô đó, mỗi lần ông chồng lên xe mở niệm Phật là bà không có thích nghe, bà tắt liền. Bà kêu niệm đau đầu lắm, niệm nó có lợi ích gì đâu, mình nghĩ đến cái chuyện làm ăn làm neo làm đồ mình kiếm tiền mới suy nghĩ ra mới có tiền, chứ làm gì niệm Phật mà có lợi ích gì đâu. Thì Phật nói là đây là kẻ đáng thương, không có căn lành trong Phật Pháp, xong không có căn lành trong Tam Bảo. Hôm bữa có một cái đoạn phim trong video YouTube, tự nhiên Vấn Nhàn thấy con nhồng á, nó niệm Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát. Thì cái cô chủ nói thôi đừng niệm Quan Âm nữa, niệm Anh Yêu Em đi. Nó kêu Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát. Tức là cái bà chủ đó nuôi nó, dạy nó niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát rồi. Nhưng mà bà quay ngược lại, bà kêu niệm Anh Yêu Em đi, nó không chịu niệm Anh Yêu Em mà nó niệm Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát. Nó quen, nó nhớ, nó niệm vậy rồi. Thì Vấn Nhàn thấy mắc cười mới gửi cho thì Nhuận Minh rồi mấy người đã nghe. Thì loài súc vật này khi mà nó nghe đến câu Phật hiệu, nó tin được câu Phật hiệu á, là nó có gieo căn lành nhiều đời rồi. Đó, bây giờ nó gặp được cái là nó có tính tâm, nó niệm liền. Cũng vậy, hồi nãy hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái việc mà mình tu mấy chục năm rồi mà mình thờ ơ với câu Phật hiệu, mình cứ sống theo cái vọng tưởng điên đảo, những cái tâm sằng bậy của mình nó làm cho mình khổ đau. Vì vậy cho nên mình tự nhiên sanh lòng hổ thẹn. Thì có cái tấm lòng hổ thẹn này rất là tốt. Vì cái tấm lòng hổ thẹn này mình mới tấn tu đạo nghiệp được. Lắng nghe cái chỗ này quan trọng ha. Cái người mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ vô trong cái liên thai đó,
Thì nhờ cái công đức Phật lực gia trì, khi mà hoa nở họ thấy Phật họ ngộ vô sanh, thì cái tâm này bình đẳng đồng tâm chư Phật. Cho nên cái tướng của họ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tướng y chang giống nhau. Dầu đó là người ở địa ngục, họ mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn mình ở dưới này, mỗi người mỗi cái tâm niệm khác nhau, cho nên nhìn mỗi gương mặt mỗi người khác nhau, không ạ? Khác nhau rõ lắm. Có người lùng, người lé, rồi hô, rồi súng, rồi đủ kiểu hết trơn. Đó là từ nơi cái tâm niệm đó, nó hiện ra cái tướng. Nói về cái chuyện mà súc sanh nó phục xuống để mình đã nghe kinh, là lúc Giáng Nhàn đi qua Ấn Độ, đi đến núi Linh Thú, có cái chùa Pháp Hoa đó. Cứ buổi chiều, bữa đó lên ngay cái buổi chiều, cái là thấy trong đó cái vị sư tịch rồi. Mà vị sư này chắc là có đạo lực giống như Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, cho nên khi lúc đó tụng kinh đó là khỉ nó nghe buổi chiều, cứ đúng 5 giờ là mở kinh lên. Không có ai tụng mà mở tiếng tụng kinh lên là mấy con khỉ nó tới, nó ngồi xếp bằng. Thiện khỉ nó có 4 cái chân, 2 cái chân trước nó quỳ, nó chấp như vậy nè. Còn cái mông nó ngồi xuống đất, nó giữ 2 cái chân về, nó ngồi nó nghe kinh. Mà nghe hết thời kinh rồi bắt đầu nó mới chét chét chét, nó chạy đi. Thì những loài súc sanh này họ nó sanh vào đúng ngay cái nơi đó, nó cũng là một cái phước báu nhân duyên. Do cái thiện nhân nó tốt cho nên nó gặp cái thiện duyên. Nó gặp một cái người tụng kinh là nó thích nghe. Cho nên hôm nay quý vị làm sao cái máy Giác Nhàn gửi cho quý vị đó, khi mình đề khởi câu Phật hiệu không được, có nhiều lúc đề khởi không được, cái vọng tâm nó bám vô đó chặt khừ, mình không có một cái niềm vui để niệm câu Phật hiệu, không còn cái tính tâm để niệm câu Phật hiệu, niệm không trôi, nó cứ dai dẳng rứt nó không ra, lấy bỏ ra không được. Vì cái câu Phật hiệu mình nó yếu quá, nó không có cái sức định, cho nên nó không có đoạn được cái vọng tưởng đó. Bắt đầu mở máy ra nghe, chấp nhận mở máy ra nghe. Nghe từ từ, câu niệm Phật nó thấm lần từ từ, cái bắt đầu mình có cái niềm vui trong đó, cái mình đẩy nhẹ câu Phật hiệu cái nó bung ra. Đừng cho nó ở trong tâm lâu, nó ở trong tâm lâu cũng nguy hiểm vô cùng. Tham sân si ngã mạn ái nhiễm tâm sằng bậy, để trong đó là một chất độc tố, còn hơn là thuốc sâu, nó kinh khủng lắm. Cho nên khi mà cái người đó tụng kinh, cái lòng từ họ cảm đến loài rắn, loài dê, nhiều loài súc vật. Ngài Quảng Khâm khi Ngài ở trên núi Ngài tu, thì loài khỉ nó mang trái cây đến cho Ngài. Và cái lúc Ngài tu mà nó thành tựu rồi đó, thì cọp nó nằm ở dưới đường, người ta không dám lên. Ngài mới phát nguyện rằng nếu mà tôi đủ nhân duyên để những người lên đây để tôi nói Phật Pháp cho họ nghe đó, thì các vị hãy đi nơi khác, khỏi phải canh nữa. Còn nếu mà thực sự tôi không đủ nhân duyên ở đây, thôi các vị ăn tôi đi, ăn cái xác tôi đi. Ngài đi xuống xong là tất cả loài cọp cảm cái tâm Ngài, cái nó dạt, nó đi chỗ khác hết cho người ta lên. Chắc là trong cái lúc mà Ngài đang tu, người ta có một con cọp nó canh để khỏi ma đăng già rồi lên gặp ông, khỏi hỏi chúng sanh lên làm phiền hay sao không biết. Nó canh khi mà thành tựu cái tâm nguyện rồi, cái bắt đầu Ngài muốn đủ duyên để người ta lên để Ngài thuyết pháp, Ngài độ sanh đó, thì Ngài nói như vậy là những loài súc sanh nó cảm được. Tuy rằng nó không biết tiếng người, nhưng mà cái định lực của các vị đó hàng phục được họ. Nên cái điều này không lấy làm gì lạ hết cả. Mà tự thân của mình mà mình tu tập mà thiền định, tự trong tâm mình có một cái sức định sâu gì đi nữa, mà không nương nhờ vào cái câu Phật hiệu, vào văn kinh của Phật á, thì tự lợi mình có, mình chứng mình ngộ, mình triệt chứng triệt ngộ tự thân mình được. Nhưng mà cái lợi tha đó, mình không có tụng kinh, nó không có cảm đến loài súc sanh được. Cho nên cái đoạn sau này rất là hay, là Ngài vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ, Ngài phân vân bây giờ không biết tu cái pháp môn nào đây. Ngày cuối cùng Ngài vô Ngài lễ Phật xong, giữ tâm thành kính, Ngài làm hai cái sâm, một cái sâm là tu tịnh độ, một cái sâm là tu thiền. Thì Ngài lắc xong Ngài rút ra 7 lần đều là tu tịnh độ hết. Cuối cùng Ngài quyết tu tịnh độ, Ngài quyết định tu tịnh độ. Ngài là tu thiền, là ngộ tâm, gọi là triệt ngộ rồi đó. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất, là cái lúc mà Ngài còn nhỏ đó, Ngài tụng kinh Pháp Hoa mà cảm đến loài dê phải phục xuống.
Cái vấn đề thứ hai, chỗ này quan trọng, lắng nghe ha. Khi mà lớn lên, Ngài Xuân Hiền này được Văn Mục Vương, là một vị vua tên Văn Mục Vương là vua, cắt cử Ngài làm cái việc đó là giữ cái kho tiền, ngân khố, ngân là tiền, khố là cái kho, giữ cái kho tiền. Thì khi giao Ngài giữ cái kho tiền á, quý vị biết Ngài làm gì không? Ngài lấy, lén lén Ngài lấy, Ngài đi phóng sanh hết trơn. Ngài lúc đó cạn kho rồi, tiền coi như là trong kho đi đâu hết trơn, cạn rồi, cái rồi quan trên Ngài á, biết được, tâu lại với vua và quyết định chém đầu Ngài. Thì khi mà dắt đi xử trảm để chém đầu á, thì vị vua này mới sai các quần thần á, đi theo coi thử coi cái sắc diện của Ngài Vĩnh Minh là Ngài Xuân Hiền này đó có thay đổi không, có sợ sệt không. Nếu mà không sợ sệt á thì đừng chém đầu dắt về, còn nếu mà ông sợ sệt thì chém phước đi cho rồi. Thì khi dắt ra pháp trường chuẩn bị xử trảm chém đầu, từ cái lúc mà Ngài ở trong ngục đi ra cho đến lúc chỗ, đến chỗ mà chém đầu đó, gương mặt của Ngài không đổi sắc, điềm tĩnh an nhiên. Thì các quần thần thấy làm lạ và hạ lệnh không chém đầu, dắt Ngài về. Thì gặp Văn Mục Vương đó là vị vua này mới hỏi là vì sao ông chuẩn bị chết mà sao ông vẫn điềm nhiên như vậy. Thì Ngài mới trả lời câu này, lắng nghe quan trọng thôi. Tôi làm việc này tôi biết trước là tôi bị chết, là tôi lạm dụng lấy tiền ở trong ngân khố của nhà nước, nhưng tôi chấp nhận tôi chết để tôi cứu bao nhiêu trăm ngàn sinh linh, bao nhiêu loài súc sanh, tôi thả nó về cái cảnh giới an bình, nó sống an vui, tôi chết cũng được, nhưng mà thân này tôi chết nhưng tâm tôi á, là sẽ sanh về cảnh liên bang. Khi nói như vậy xong là Văn Mục Vương nghe vậy cái là bội phục, không chém đầu nữa và thả Ngài ra. Ngài kêu thôi tôi đi tu. Thì Văn Nhàn đọc đến đây, tự nhiên Văn Nhàn suy nghĩ là vì sao Ngài không có lấy tiền trong ngân khố để giúp cho những người nghèo khổ, người ta đói, mà Ngài lại đi phóng sanh ta. Thì do cái hành trạng của Ngài thích cứu mạng chúng sanh, những người mà người ta đói nhưng mà người ta chưa có chết liền, nhưng mà những con thú này chiều hôm nay nó chết nè, giờ cứu mạng nó trước nè. Tuy rằng cái phước nó không lớn bằng con người, nhưng mà cứu mạng trực tiếp là nó chuẩn bị chết, nhưng con người đói nhưng mà chưa chết. Thì Văn Nhàn mới suy nghĩ là do Ngài á, thương chúng sanh, cứu nó, chuẩn bị lên dao lên thớt, bị chúng sanh nhu cầu ăn cho nên có mới có người giết, cho nên khi Ngài thả là cứu cả người ăn và cứu cả người giết luôn, giúp cho cả người ăn không phải phạm vào ăn mạng chúng sanh để trả quả báo, mà giúp luôn cho những người giết, cứu được hai người là người ăn người giết, và cứu cái loài súc sanh này thả ra. Thì cuối cùng Ngài, khi mà Ngài đi tu á, Ngài có cái tâm nguyện như vậy. Khi mà Ngài đi tu á, là cái việc mà Ngài làm hàng ngày á, là Ngài quy định là làm 108 việc lành. Thì trong đó có hai cái việc thiện á, hai cái việc lành á, là mỗi ngày tụng một cuốn kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa lúc trước chúng tôi cũng có tụng, nó dày như vậy, phải tụng 6 tiếng mới hết, 6 đến 7 tiếng mới hết một cái bộ kinh. Một ngày Ngài tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 100.000 câu Phật hiệu và làm 108 điều thiện. Trong đó có hai điều thiện là tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 100.000 câu, là 10 muôn câu Phật hiệu. Chúng tôi mới ngồi suy nghĩ thấy là Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Đức Phật Di Đà đó, là Ngài vừa đó vừa là chuyên niệm câu Phật hiệu, đó là chuyên tu, và vừa là làm phước, cho nên chánh trợ song tu, không bỏ làm phước. Có nhiều người, người ta làm phước rồi người ta quên câu Phật hiệu, người ta không niệm được. Có nhiều người họ chuyên đi vào bên trong, họ tu, họ niệm câu Phật hiệu nhưng mà họ không làm phước được, nó bị thiên lệch. Một là họ chuyên tu, họ buông hết việc phước họ không làm, còn hai họ cứ đi làm phước họ không tu. Thì có người hỏi Ấn Tổ là hai người, một người chuyên đi làm phước, một người chuyên tu, thì nếu mà người đó không làm được hai việc thì làm việc gì trước? Thì người đó phải chuyên tu trước,
tâm họ an định, không bị trần cảnh lôi mất cái câu Phật hiệu, lôi mất cái chí hướng vãng sanh. Hoặc giả người đó tu thiền là họ trở về cái nguồn tâm thanh thanh thanh, tâm thanh tịnh, họ chưa đạt được cái triệt ngộ thì họ phải quay vào họ tu trước. Cho nên khi mà đọc đến sử liệu của Ngài Vĩnh Minh á, thì chúng tôi thấy là không có một việc thiện nhỏ gì mà Ngài bỏ hết. 100 điều thiện một ngày, con kiến đang bò trên cái nền đó là Ngài cũng bắt, Ngài bỏ vào bên trong sợ người ta đạp chết, là Ngài cũng tính một điều thiện trong đó. Ngài lấy cái chổi, Ngài quét cái chùa cũng tính một điều thiện là hai điều thiện. Hằng ngày Ngài làm cho đến 108 điều thiện, nhưng mà hai điều thiện quan trọng nhất là tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 100.000 câu Phật hiệu. Thì hôm nay mình ngồi suy nghĩ lại giấc nhàng, cái bây giờ mình làm sao được 100 điều thiện đấy ta? Mà mình không biết mình làm như vậy nó có đúng 100 điều thiện hay không, mà thôi mình cứ làm là mỗi ngày ở dưới đó phóng sanh 2 triệu. Mà giấc nhàng kêu mua ốc cho nhiều, chắc cũng trên 100 con á, nhiều lắm. Thôi mình nghĩ đây là 100 điều thiện cứu 100 sinh mạng đi. Mình nghĩ là vậy. Thì chiều nào cũng phóng sanh 2 triệu, cứ công phu từ 2 giờ đến 4 rưỡi xong là lên là phóng sanh. Thì bây giờ 100 sinh mạng mà nói 100 vậy chứ mà nhiều ốc lắm. 2 triệu mà mấy chú với thầy mua cái khi 3 bao ốc vậy nè, cá lương đồ nhiều lắm. Thì mình kêu thôi giờ mỗi ngày mình phóng sanh là bao nhiêu súc vật đó, rồi mình làm được bao nhiêu làm. Thì như vậy mình thấy Ngài Vĩnh Minh, cái hành trạng của Ngài là không bỏ công phu, không bỏ điều thiện. Cho nên các thầy, các chú mà được ở trong ngôi Tam Bảo như ngày hôm nay, xếp ghế cho Phật tử ngồi cũng là một điều thiện. Nấu cơm, nhất là mấy thầy 1-2 giờ sáng dậy bắt đầu chuẩn bị cơm để chút nữa, từng khay thiệt là cung kính, cơm nấu cho thiệt là ngon, mang lên dâng cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni, ngồi ở một cái cảnh thanh tịnh này dùng cũng là một điều thiện đó. Cho nên mình ở trong cái ngôi Tam Bảo đó là cái cơ hội để mình làm thiện lớn lắm. Vì vậy cho nên thành ra Giáng Nhàn thấy cái cuộc đời của các vị tổ là hầu như là Ngài ở trong chúng, Ngài nương nơi cái đức của đại chúng, gọi là đức chúng như hải. Đó là cái việc thứ hai của Ngài Vĩnh Minh. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng nè. Khi mà Ngài tụng kinh Pháp Hoa, cảm ứng đến Bồ Tát Quan Âm là do cái phẩm Phổ Môn, và được Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ trong miệng Ngài, cho nên thành ra Ngài được biện tài vô ngại. Ngài độ 1.700 vị tăng ni theo Ngài học Pháp Môn Tịnh Độ vãng sanh, và Ngài thuyết pháp biện tài vô ngại là do nhờ tụng kinh Pháp Hoa được Đức Quan Âm Bồ Tát rảy nước, rưới nước cam lồ vô trong miệng, cho nên biện tài vô ngại. Nhưng hôm nay mình tu tịnh độ, nếu người đó chân thật tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, tụng đến năng tụng là mình, sở tụng là kinh tánh không tịch, vẫn được cảm ứng, vẫn được cảm ứng. Thì khi mà Ngài đến một vị sư phụ của Ngài đó, là đến một vị đại sư trí giả khai thị cho Ngài ngộ được nguồn tâm rồi, thì Ngài cứ băn khoăn không biết giờ mình tu tịnh độ hay tu thiền đây. Cuối cùng Ngài mới rút sâm ra 7 lần đều là tu tịnh độ. Cuối cùng Ngài quyết định tu tịnh độ. Thì Ngài làm cái tứ liệu giảng mà Ấn Tổ Ngài khen vô cùng cái bài tứ liệu giảng này. Giờ Văn Nhân đọc quý vị nghe ha. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, âm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy Di Đà, lo chi chẳng khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ, hiện đời làm thầy người, về sau làm Phật tổ. Câu này là quan trọng, cái bài này quan trọng này nha. Không thiền không tịnh độ, dường sắc cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Cái người họ tu thiền giống như Ngài đã triệt ngộ rồi đó, mà vào cái thời đại này đó, tức là 10.000 năm mạt pháp, hôm nay hết 1.000 năm là 3.000 năm rồi. Chánh pháp là 1.000 năm đầu. Họ tu giới luật họ thành tựu, tu cái tâm họ thanh tịnh à. Họ nghiêm trì giới luật nữa là họ đắc A-la-hán, họ chứng vô sanh liền, họ vô dòng thánh tư đồ hoàng ngay. Nhưng mà sau khi 1.000 năm sau á, họ giữ giới mà họ phải tu thiền định,
xa cách Phật, tâm lực họ yếu kém, họ phải tu thiền định. Vì 1.000 năm sau là tượng pháp á. Thì 1.000 năm sau tượng pháp đó là tu thiền định được thành tựu. Còn 10.000 năm mạt pháp về sau, hôm nay là đến qua 1.000 năm đầu, còn lại 9.000 năm nè, thì người nào tu tịnh độ được thành tựu. Lắng nghe chỗ này ha. Cho nên Ngài sanh rào cái thời mạt pháp này á, Ngài mới nói rằng nếu người tu thiền đó mà không có tu tịnh độ á, thì lầm đường lạc lối liền. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ. Lạc lộ đây là lạc đường. Khi mà vào trong cái ngũ ấm ma, sắc thọ tưởng hành thức là lạc trong đó ra không được. Và gì nữa, ấm cảnh tức là khi mình chuyển cái thân này, bỏ cái sắc thân này, mình chui vào trong cái thai bào, chuyển ấm là nó mê liền. Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm, thanh văn vẫn mụ rút ra thai. Cho nên Ngài nói là khi chuyển ấm là cái gì? Theo nó, chớp mắt đi theo nó, tức là theo cái nghiệp nó dẫn mình đi vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, làm người lên cõi trời, vẫn bị luân hồi, lạc đường, lầm lối. Cho nên hôm qua giống Ngài ngồi nghe lúc ăn cơm, Ấn Tổ có khai thị cái chỗ này quan trọng này nghe. Cái này hôm nay giống Ngài lấy lời Ấn Tổ chia sẻ cho chư Tôn Đức Tăng Ni. Ngài nói rằng là thời đại hôm nay á, mà tìm người triệt ngộ, triệt chứng á, không ra. Triệt ngộ còn chưa có, chứ đừng có nói triệt chứng. Triệt ngộ tức là tâm họ với tâm Phật là đồng nhau rồi, họ sống được với thể tánh thanh tịnh rồi. Nhưng mà phiền não kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc nó còn trong đó, cho nên chưa gọi là triệt chứng. Tiêu rụng được một phần phiền não là chứng một phần pháp thân thanh tịnh. Mà đến triệt ngộ triệt chứng mà không phải tu pháp môn tịnh độ đó là phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, lâu lắm, và thời gian nó lâu vô cùng. Còn cái người mà họ tu tịnh độ á, họ chưa triệt ngộ được nguồn tâm, họ có đầy đủ tín nguyện, câu niệm Phật đó, nó niệm Phật thành phiến, nó hàng phục được vọng tưởng rồi, và câu niệm Phật nó làm chủ rồi, tín nguyện làm chủ rồi, thì lúc thọ mạng họ hết á, họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ đồng với các vị A-la-hán là vô sanh rồi, họ không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn hàng sơ quả tư đồ hoàng phải sanh lên cõi trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần. Cho nên pháp môn tịnh độ không cần phải triệt ngộ, triệt chứng, triệt tiêu hết tất cả kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, mà chỉ cần phục được phiền não, đè được phiền não, câu Phật hiệu này chiếm ưu thế, có tín nguyện đối với Tây Phương Cực Lạc, thì người này có cơ may giảng sanh.